Vitobimbi Omega Junior hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hoàng Đăng Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa, được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đây sẽ là một trong những chương trình rất uy tín và cần thiết dành cho các bậc phụ huynh để cập nhật thật là nhiều thông tin hữu ích và đặc biệt là tìm ra những giải pháp để cung cấp chất dinh dưỡng và những bữa ăn ngon dành cho trẻ nhỏ. Và xin mời quý vị hãy đồng hành cùng với Hoàng Đăng Bơ với sự gặp gỡ với rất nhiều chuyên gia là những bác sĩ có tiếng trong ngành. Hy vọng chúng ta sẽ có được những kiến thức thật hay với bác sĩ Nhi Khoa quý vị nhé. Ngay sau đây sẽ là mở đầu chương trình ngày hôm nay với bản tin sức khỏe Nhi Khoa. Tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì đang có xu hướng tăng lên trong thời gian gần đây, đặc biệt là khi trẻ nhỏ ở nhà nhiều hơn, được bồi bổ nhiều bữa ăn giàu năng lượng nhưng lại ít vận động. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ thừa cân béo phì khu vực thành thị đã 26,8%, nông thôn là 18,3% năm 2020. Trước đó, theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ em nội thành thành phố Hồ Chí Minh béo phì đã vượt 50% và Hà Nội vượt 41%. Béo phì là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh sau này ở người trưởng thành như thoái hóa khớp, đau thắt lưng, tiểu đường, mỡ máu, bệnh gút, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, ngừng thở khi ngủ. Vì vậy, để hạn chế tình trạng béo phì ở trẻ, phụ huynh nên tăng cường vận động cho bé ngay cả khi các bé ở nhà, tập thể dục ít nhất 2 lần một ngày, mỗi lần 10 đến 15 phút như tập yoga, chơi bóng rổ, thể dục nhịp điệu, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, nên khuyến khích trẻ ăn nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế các món ăn chiên xào, nướng, các món ăn nhiều chất béo như mỡ, bơ, dầu thực vật, đồ uống có ga, cho trẻ ăn đúng giờ, không bỏ bữa, hạn chế ăn sau 20 giờ mỗi ngày. Bảo vệ sức khỏe, thị lực cho trẻ khi học trực tuyến. Một nghiên cứu công bố tháng 1 năm 2020 trên tạp chí Jamia Ophthalmology, trên 120.000 trẻ em đã phát hiện tỷ lệ cận thị ở trẻ em từ 6 đến 8 tuổi tăng gấp 3 lần so với 5 năm trước đó. Theo các chuyên gia, vì trẻ không được ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng tự nhiên, thời gian tiếp xúc với màn hình thiết bị điện tử quá nhiều là nguyên nhân chính gia tăng tình trạng cận thị ở trẻ nhỏ. Ước tính, thời gian trẻ em sử dụng các thiết bị điện tử để học trực tuyến và giải trí so với trước đây đã tăng từ 3,5 giờ đến 8 giờ mỗi ngày. Cha mẹ có thể phát hiện con bị cận thị qua những biểu hiện như bé xem TV hoặc đọc sách với khoảng cách gần, thường xuyên dụi mắt, nháy mắt, nhiều mắt hoặc chảy nước mắt nhiều hơn bình thường. Để bé có một đôi mắt khỏe mạnh, hạn chế tình trạng cận thị, cha mẹ nên hướng dẫn bé để ngón tay trước mặt và di chuyển từ xa mắt đến gần, tập nhìn phong cảnh ở phía xa, nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra, thực hiện động tác này nhiều lần trong một ngày. Khi nhìn vào thiết bị điện tử, cứ 20 phút cần nhìn ra xa khoảng 6 mét, nên trường ấm và massage cho mắt mỗi tuần 2-3 lần, tăng cường các thực phẩm chứa vitamin nhóm A, vitamin nhóm B và omega thực vật để bảo vệ mắt cho bé. Kính thưa quý vị, theo đánh giá của Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh, thì trên nửa triệu trẻ em năm 2021 đã cho thấy có đến 12,9% trẻ em từ 2 cho đến 11 tuổi gặp các di chứng sau đợt viêm đường hô hấp vừa qua. Còn ở Mỹ, 50% trẻ em được nghiên cứu là có các triệu chứng này kéo dài lên đến trên 6 tháng. Và trong đó có các di chứng như là suy giảm trí nhớ, giảm sự tập trung chú ý, mờ mắt, uể oải. Và thực trạng này không khỏi đặt ra những băn khoăn lo lắng cho ba mẹ. Như vậy, làm cách nào để bảo vệ được thần kinh, tim mạch và thị lực cho trẻ sau khi ốm? Chương trình Bác sĩ Nhi Khoa xin mời quý vị cùng với Hoàng Đăng Bơ gặp gỡ chuyên gia ngày hôm nay, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Ngọc Vân, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân 115. Em xin chào Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Ngọc Vân ạ. Xin chào em, xin chào quý vị khán giả của chương trình. Và xin mời quý vị hãy gửi những câu hỏi thắc mắc của mình đến với số tổng đài 1800 8070 để chúng tôi có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về việc chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, Hoàng Đăng Bơ xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Vitobimbi Omega Junior, Omega thực vật giúp hỗ trợ và phát triển não bộ và thể lực cho bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italia, đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng với bác sĩ, chúng ta sẽ theo dõi một tình huống ngay sau đây. Wow.
tập mà làm như chim nó không vừa lòng. Đó, đó. Đó vợ với chị Oai sáng sớm mà kiếm chuyện tôi, tôi thiền nha, tôi thiền tôi chọi một cái là nó rớt liền luôn. Đi con, đi ra đây. Trời ơi, sáng sớm đi tập thể dục cho mẹ chứ. Để kìa, sợ luôn. Bà ngoại kìa, chào bà ngoại đi. Chưa kịp thiền luôn á Lộc. Dạ. Thì các mẹ con hồi nãy mới chim kêu quẹt 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 quẹt. Giờ tới hai mẹ con. Ủa sao mặt cháu tôi buồn vậy? Sao buồn hiu vậy con? Lộc sao mặt buồn á? Buồn á, tôi mệt lắm á. Đây đây, con ngồi đây, ngồi đây. Mặt mệt, mẹ ơi thiệt á. Ủa mặt có mệt quá thấy thương. Ngồi ngồi cho đỡ mệt con. Bà ngoại thương, bà ngoại thương. Con lo quá đi nè mẹ ơi. Khoanh chân lại. Rồi. Đó. Rồi chắp tay thiền giống giống bà ngoại luôn à. Thôi mẹ. Nó tập thể dục. Thôi mà. Ôi xịn quá. Để tôi. Mẹ thấy nó tập mà cái mặt nó có vui vẻ vậy không? Vui vậy chứ. Sao vậy? Sao buồn vậy? Cho ăn cho uống rồi chưa? Con cho ăn rồi mà mẹ. Mẹ thấy dạo này Bi nó ngộ không mẹ? Trời ơi, con nuôi nó làm sao mà nó ốm yếu. Nó đừ nhừ vậy con. Trời ơi, mẹ thấy không? Từ ngày mà Bi nó bệnh tới bây giờ á, con thấy ngày nào nó cũng uể oải vậy hết trơn á. Ngủ thì ít nha, chỉ dạy cái gì cũng không nhớ hết trơn á. Đó, rồi năng lực của nó càng ngày càng suy giảm luôn. Rồi con không biết làm sao luôn á mẹ. Hay là tại nít đó nó ham chơi á, nó không có tập trung. Không phải đâu. Hôm bữa thằng Bi nó bị viêm hô hấp đó mẹ nhớ không? Biết rồi mà mẹ nghĩ là sao đó nó cũng phải cho đỡ lợi chứ. Không hay có là nít đâu. Nó ham chơi ham ăn con. Ham nhảy em nó quên. Không có, con sợ cái di chứng sau này đó mẹ. Không có đâu. Bậy bạ có di chứng đâu con. Gì mà ghê di chứng nghe thấy ghê quá. Bây giờ làm sao con? Rồi con không biết làm sao luôn đó. Mà thấy mẹ tôi cứ ung dung quá. Sao có, mẹ lo dữ lắm. Trời ơi, cái gì mà tôi đi ngoài đầu hẻm mà là tôi nghe hai giọng hai nghe. Cái gia đình này vui quá à. Lúc nào cũng rần như vậy. Chị, sao? Rần đó mà rần. Cái lộn đó mà tại vì ém rồi. Tại mình ra ngoài vườn mình ngồi vậy nè. Sợ bà con sớm ta nghe hai mẹ con nghe lộn với nhỏ hoài. Con ạ bà đi con. Ạ bà. Trời ơi, nó ả mày mặt nó buồn quá. Nó nghe mệt nè. Làm như mệt người á. Đó, bà nghe con bệnh mà bà không có rảnh bà qua thăm. Bữa nay bà rảnh bà đem quà cho con hay nè. Nghe không? Trời ơi, con cảm ơn bà. Giỏi, không biết. Trời. Sao giờ lường nhừ sao chị? Trời ơi, tôi nói bà nghe, con nít mà bị bệnh này nghe. Mà đầu tôi nói nghe nè. Con nít mà bị bệnh này không có chủ quan được nghe. Nghe chưa mẹ? Trời ơi, bây giờ con nít bị ha. Bị sao cái bệnh này ha, là cái nó di chứng tùm lum. Nó mất tập trung nè. Nó giảm trí nhớ nè, nó nói chậm nè, nó đọc chậm nè, rồi nó làm cái gì cũng chậm hết trơn á, rồi mắt nó mờ nữa. Mà cả thế giới, con nít bị nhiều, cả thế giới cũng bị nhiều, mình cũng bị nhiều nè, đừng có chủ quan nghe. Ôi thấy chưa, mà mấy cái nãy dì nói á, là con trai của con nó cũng có nữa đó dì. Thì đó, bởi vậy, nhìn cái mặt con á, ha thì con tin ha, nhưng mà giờ má mày không có tin gì hết. Chị, vậy đừng có nói vậy. Tại vì tôi không có bị sốt gì cho 2 tuần, 3 tuần gì hết trơn á. Nhưng mà tôi cũng có những cái triệu chứng như chị á. Tôi cũng mệt, uể oải, mất ngủ. Mà má con cứng đầu lắm, không có tin bây giờ nè. Mình nếu không tin phải không? Tôi sẽ nhờ chuyên gia người ta tư vấn cho mình, hiểu chưa? Đây nè, nghe chuyên gia nè, nghe chuyên gia nè. Như vậy là qua câu chuyện vừa rồi chúng ta đã thấy rằng là gia đình của bé đang rất là lo lắng bởi vì bé gặp phải một số di chứng và những cái triệu chứng đó chính là giảm sự tập trung nè, mau quên, nhận thức kém hơn, giảm trí nhớ, tim đập nhanh. Rồi sau đợt viêm đường hô hấp vừa qua thì rõ ràng là gây ra cho chúng ta biết bao nhiêu là lo lắng. Thì những cái lo lắng này nó có cơ sở không bác sĩ ha? Thật ra là đó là những cái lo lắng cũng có cơ sở chứ không phải là không. Bởi vì bé mới có 3 tuổi mà có những cái hậu quả như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển về trí não cũng như là về các cái chức năng khác cũng như là các cái cơ quan tim mạch hô hấp sau này. Qua nhiều cái nghiên cứu là 45 nghiên cứu thì người ta nghiên cứu trên 10.000 người thì người ta thấy là nó có đến 1/3 số lượng trẻ em là nó có ảnh hưởng các cái biểu hiện di chứng về trên trí não như là chậm phát triển, chậm tập trung nè, rồi bé cũng chậm nói, rồi thị lực kém và tim thì hay hồi hộp, mệt mỏi, uể oải. Cho nên chúng ta cần phải được quan tâm và giải quyết cho nó đến nơi đến chốn. Dạ, chứ không phải là lo xa đúng không bé? Như vậy thì với những cái niềm lo lắng đó thì đương nhiên chúng ta phải đối diện với những cái thực tế. Thì những triệu chứng này
sau này có quay lại với bé không ạ? Đối với những bé nhỏ như vậy, và liệu rằng tương lai gần thì các bé có bị nặng hơn so với đợt viêm đường hô hấp vừa qua hay không? À, đối với những cái bé mà nó ảnh hưởng đến những cái di chứng ảnh hưởng như mà mình vừa kể, như là tim mạch, bé hay quên hay là hay chóng mặt hay nhức đầu, hoặc là tim đập nhanh khó chịu hồi hộp, thì phải khám để mình loại trừ có những cái bệnh lý đặc biệt nào mà trước đây mình không biết. Và bây giờ sau cái đợt bệnh thì nó lại xuất hiện, có nghĩa là làm tăng thêm cái triệu chứng, thì cần phải khám để mà chẩn đoán chính xác để mình có cái phương cách điều trị. Nếu mà chúng ta sau khi đã khám mà không có phát hiện những cái bệnh lý đặc thù nào thì chúng ta nên xem xét lại cái vấn đề về cái chế độ dinh dưỡng. Bởi vì chúng ta thấy là thiếu hụt về dinh dưỡng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trí não. Thí dụ như chế độ ăn mà không có đầy đủ các cái chất béo, đặc biệt là các cái chất béo giàu omega, omega 3, omega 6, đặc biệt là omega 3 mà không được cung cấp đầy đủ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển trí não, nó sẽ giảm sự tập trung. Bé lớn lên có thể là cái độ nhận thức về cái các cái kiến thức cũng như là môi trường xung quanh có thể là thấp hơn những cái đứa trẻ cùng tuổi nếu mà cái chế độ dinh dưỡng chúng ta không chú ý. Ngoài ra chúng ta thấy là cái chất béo omega, đặc biệt omega 6 và omega 3 mà nếu được cung cấp ở một cái tỷ lệ tốt, có nghĩa là một cái tỷ lệ hấp thu tốt và nó đảm bảo một cái sức khỏe tốt, là một cái tỷ lệ khoảng là 4:1, thì nó sẽ giúp cho cải thiện được trí não và thị lực cũng sẽ được tốt hơn. Mắt sẽ nhìn tập trung và nó sẽ lau mỏi mắt hơn. Và cái chất béo omega 3 này cũng có ảnh hưởng trên tim mạch. Thì bác sĩ khuyên là nên bổ sung omega 3. Và đặc biệt là chúng ta lưu ý là cái vấn đề mà sử dụng cái nguồn omega 3 như thế nào cho nó tốt. Như sự chia sẻ của bác, thì liệu rằng những bệnh lý phát sinh sau khi chúng ta trải qua những đợt viêm đường hô hấp vừa qua thì đối với trẻ nhỏ có được gọi là bệnh nền giống như người trưởng thành hay không ạ? Đa phần thì những đứa trẻ không có bệnh nền, nhưng do cái đợt viêm đường hô hấp ảnh hưởng thì nó sẽ làm nặng thêm các cái biểu hiện, các cái cơ quan. Nó sẽ làm nó suy yếu, thì nó sẽ không có phát triển tốt bình thường như một cái đứa mà khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà trong đó thì mình không loại trừ có một số trẻ nó có những cái bệnh tim bẩm sinh, hoặc là có những cái bệnh chậm phát triển về trí não, thì mình cần phải khám kỹ để mình loại trừ. Việc bổ sung thêm chất dinh dưỡng, những vi chất cần thiết như là omega 3, omega 6 như bác Vân đã chia sẻ là cực kỳ cần thiết. Như vậy thì các bậc phụ huynh sẽ chăm sóc sức khỏe cho bé như thế nào là tốt nhất để có được những vi chất này ạ? Phải lưu ý là tăng cường vào cái chế độ ăn. Cái chế độ ăn cho bé, thứ nhất là chúng ta chế biến các món ăn nó phải đa dạng, không có quá kiêng khem chất béo, đủ nguồn chất béo. Và đặc biệt là các cái nguồn chất béo tốt, omega cá biển thì nó giàu cái omega 3 từ từ động vật. Tuy nhiên là những đứa trẻ nó lại không có thích, thí dụ như mùi tanh nó không thích, thì nó sẽ có những cái nguồn omega 3 từ thực vật, thì nó rất là thích hợp cho trẻ, là cái mùi nó không có tanh nè, dễ uống nè. Bên cạnh đó thì nó cũng cung cấp thêm các cái vitamin khác đi kèm, thí dụ như vitamin E để tăng cường cái hấp thu. Dạ, hay quá. Hèn chi mà bà xã em ở nhà thường xuyên là dùng dầu ô liu nè để nấu ăn cho trẻ, hoặc là bổ sung thêm một số omega thực vật. Mà dạo này omega thực vật lại là xu hướng mới đó bác. Việc mà bổ sung thêm omega thực vật như vậy có lợi như thế nào về việc bảo vệ thần kinh, thị lực và tim mạch dành cho bé? Đối với cái việc mà bổ sung cái omega 3 thực vật á, thì chúng ta biết là cái vai trò của omega 3 thì nó có cái tác động lên các cái cơ quan đích như là cơ quan não nè, não bộ nè. Đối với não bộ thì nó cũng như là giống như một cái chất dẫn truyền thần kinh. Nó sẽ giúp cho các cái tế bào não sẽ nhận diện thông tin từ bên ngoài tốt hơn. Đứa bé nó sẽ nhận xét một cái vấn đề, nó truyền tín hiệu tốt hơn, nhanh hơn. Có nghĩa là nó nhanh nhạy và nó có thể thông minh hơn những cái đứa trẻ mà không bổ sung đầy đủ cái omega 3. Còn riêng về cái thị lực cũng vậy. Thì cái omega 3 nó cũng có giá trị trên cái tế bào của các cái mắt. Cho nên nó sẽ làm mắt sáng và nó sẽ tập trung, nó lau mỏi mắt hơn. Và đối với tim mạch cũng vậy.
Thì những đứa trẻ mà nó được cung cấp đầy đủ như vậy thì chúng ta thấy là khi sau này lớn lên, nếu mà nó đi tim mệt mỏi hay là nó hồi hộp khó chịu thì từ từ nó cũng sẽ giữ lại được cái mức quân bình, sẽ tốt hơn. Hay quá. Và rõ ràng với những lời chia sẻ của bác sĩ thạc sĩ Ngọc Vân thì đã giúp cho chương trình chúng tôi có thêm được nhiều kiến thức hay, sẽ giúp cho chúng ta có được những sự lựa chọn tốt nhất dành cho những bữa ăn cho trẻ. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần giải quyết vấn đề của gia đình trong tình huống vừa rồi. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Thấy chưa, tôi bà thấy tôi nói đúng hay nói sai? Mẹ cứ chủ quan sao gì mà sợ mày mình... đừng có khóc mày. Trời, đẻ của mình nó nuôi nó cực khổ lắm, phải động viên tinh thần để nó nuôi con nó chứ. Chẳng lẽ giờ nhỏ mới có sốt qua hết rồi thì mình nghĩ nó hết rồi, hiểu không? Mình động viên nó, mình nói chứ trong bụng mình cũng lo lắm chứ. Tôi vậy chứ tôi cũng lo, sáng sớm phải lo tập thể dục, nhỏ cũng bắt nó ra tập thể dục mà hai mẹ con nó nhai tôi hoài, cái tự nhiên tôi bị nóng ruột và tự nhiên giờ tôi sống mà tôi lo lắng luôn. Chị hiểu ra ý không? Rồi mình cũng nghe nhai nhó để cho nó bớt lo lắng, là coi hai mẹ con nó mình cũng nhôm nhắc tới ghê không. Chuyên gia người ta nói coi như là nhỏ này nó thiếu omega thực vật, có nghĩa là mình sẽ cho nó ăn hạt. Bắt đầu từ ngày mai bà ngoại sẽ không tập thể thao buổi sáng, tập cái mỏ thôi, bà ngoại mua hạt về đây cắn. Ôi. Ba tô thành tô thuốc cho nó nhai. Đâu có mẹ, nó còn nhỏ đâu có ăn hạt hoài được. Thôi ăn no sình bụng. Hai mẹ con đừng có cãi về cái đề ăn uống hạt vậy. Bây giờ làm sao? Bây giờ yên tâm. Đây, đã có cái người mà lo lắng giùm cho hai mẹ con rồi. Sao gì? Nè, gì là yên tâm hết, đừng có rối ren vậy, đừng có manh động vậy. Đây. Cái gì chị? Quà cho thằng nhỏ. Đây là sản phẩm omega thực vật, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italia. Omega thực vật giúp phát triển não bộ, bảo vệ tế bào não, bảo vệ hệ thần kinh, bảo vệ tim mạch và thị lực cho bé. Đồng thời còn giúp nâng cao hệ miễn dịch cho bé. Dạng nhỏ giọt tiện dụng, đó thấy chưa? Vậy mà đó giờ không kiếm ra. Nói nghe nè, biết sao tôi đem qua không? Là tại vì thằng cháu tôi nó cũng bị giống y thằng này. Trời. Mà nhờ cái sản phẩm này nó ngon lành, bởi vậy về tôi đem qua cho nhỏ nè. Hiệu quả hay gì? Thì hiệu quả gì mới đem qua nè. Dạ, có gì chỉ con mua nghe gì. Trời, tao tặng cho cháu tôi mà nãy tôi đem quà cho cháu không nè. Trời ơi, cảm ơn bà đi con. Dùng mà đã ngon lành cái là mình mua mình tặng lại bên đó. Ơn đây nó mấy người cháu luôn mà. Mình có một mà, đúng không? Mình đem mấy người luôn. Bây giờ tặng chưa, luôn để dành. Giờ nói là nói tặng chưa biết có tặng không. Cảm ơn trước nha. Dạ, dạ cảm ơn bà đi con. Vậy yên tâm. Trời, ngoan chưa? Đó, quý vị thấy không? Nói chung, trong thời đại hiện nay thì chúng ta không nên tiếc những sự đầu tư cho trẻ nhỏ bởi những nguồn dinh dưỡng cần thiết. Ví dụ như ngày hôm nay chính là omega thực vật để giúp cho trẻ khẳng định là một lần nữa về nền tảng sức khỏe của mình. Đó chính là thị lực, tim mạch và trí tuệ. Và hy vọng là quý vị sẽ luôn đồng hành cùng với chúng tôi, bác sĩ Nhi Khoa, với sự góp mặt của rất nhiều chuyên gia có tiếng. Xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Ngọc Vân rất là nhiều ạ. Và xin quý vị luôn ghi nhớ số tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1-800-8070, để gửi gắm tình cảm và những thắc mắc của mình đến với những chuyên gia để có thể giải đáp cho quý vị mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, khung giờ phát sóng quen thuộc đó chính là 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 luôn sẵn sàng chờ đón quý vị. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Fito Bimbi Omega Junior, omega thực vật giúp hỗ trợ và phát triển não bộ cùng với thị lực cho bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Fito Bimbi Omega Junior hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tập mà làm như chim nó không vừa lòng. Tôi nói đó, giờ mới chịu ai. Sáng sớm mà cũng chuyện tôi. Tôi thiền nha, tôi thiền, tôi chọi một cái là nó rất liền luôn. Đi con, đi ra đây. Trời ơi, sáng sớm đi tập thể dục cho mẹ chứ. Để sợ luôn rồi.